đêm 24 tháng 7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ của huyện, huyện đoàn Định Hóa đã tổ chức lễ thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022 để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện, các ban ngành đoàn thể và các đoàn viên thanh niên đại diện cho tuổi trẻ huyện Định Hóa đã đến dâng nến tri ân, bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với công lao trời biển của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc. Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, những nén hương thơm cùng với những ngọn nến lung linh đã được thắp lên trên từng ngôi mộ của các anh hùng liệt sĩ cùng với lòng kính trọng và sự biết ơn vô hạn. Thế hệ trẻ Định Hóa hôm nay đã thể hiện quyết tâm, nguyện ra sức phấn đấu học tập và rèn luyện để cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương Định Hóa phát triển đi lên và đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 theo đúng lộ trình. Đây là hoạt động thường niên được huyện đoàn Định Hóa tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Qua đó giáo dục truyền thống và lòng tự hào của thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha anh đi trước, đồng thời khơi dậy tinh thần lao động, học tập và sáng tạo để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.